Mã tầm má ngu tầm ngu, hào mè giả tạo, hào nhoáng đi chơi giới thiệu với nhau cũng toàn là hào nhoáng gặp nhau. Sống ảo sống giả thì sẽ gặp cái thằng giả tạo. Nó hợp gu. Sống ở đời cái gì cũng vậy, mình cũng phải thận trọng, mình cũng phải cân nhắc. Bạn chơi với người đàng hoàng, người ta giới thiệu người đàng hoàng. Tại người đàng hoàng không ai chơi với thằng ba trợn, thì bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với người đàng hoàng. Bạn chơi với ba trợn, giả tạo, xảo trá, xung quanh nó toàn như vậy không? Rồi bạn nói em mày giới thiệu cho tao, tao cần cái nhu cầu của mối quan hệ này trong cái lĩnh vực này, giới thiệu cho bạn chắc chắn 99% toàn là mấy cái ông ba trợn không? Thì như vậy là bạn sẽ trả giá. Nên tóm lại là gì? Cách sống rất quan trọng. Cách sống nó sẽ ra mối quan hệ đúng hay sai, cách sống nó sẽ làm cho bạn hành xử đúng hay sai, cách sống nó cũng làm cho bạn cảm giác mệt mỏi, không muốn học, thích chơi thì nó ra